qua con thấy nó chạy trên tầng 2, nó ăn cái hạt ở trên tầng 2. Nó ăn cái hạt xoài con đã chôn xuống dưới đất, nó còn đào hạt xoài lên nó ăn. Tí phải thấy có mấy hạt lạc bà để đấy. Rắc rắc ở ngoài rụ nó. Hôm qua nó còn đào cả hạt ở dưới lên nó ăn. Để gần cái chậu cây mà con mới trồng ấy,